Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Công Chiến và hiện em là 29 tuổi và làm cho công ty Netcap ở quận 3. Không mái tóc lạ không nhỉ? tự tạo hay là nó nhỏ lớn vậy? Dạ hồi nhỏ giờ nó vậy đó. Nó vậy đó hả? Dạ. Lạ. Tao chỉ thực sự tò mò rồi đó nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Rồi chào bạn tên là gì? Dạ em tên là Trần Thanh Trúc. Năm nay em 24 tuổi. Giọng trầm quá vậy. Dạ. Trúc hiện nay đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm nhân viên giám sát tại một công ty nhựa của Nhật. Giám sát là giám sát về vấn đề gì bạn? Dạ giám sát về quy trình sản xuất đó anh. À tức là kiểm tra về kỹ thuật đó hả? Dạ kỹ thuật rồi nội quy hay là phòng cháy chữa cháy an toàn lao động như là em kiểm tra hết. À, bạn làm như vậy tôi nghĩ rằng rất là khó tính đúng không? Thì trong công việc thì mình phải nghiêm túc thôi nhưng mà ngoài đời thì mình rất là vui tính. À, vậy mình có cái sở trường cái tài gì không bạn? Dạ sở trường của em là ca hát chị. Vậy hả? Rồi thôi bây giờ hát một khúc đi cho buổi chiều ngày hôm nay đi, vui vẻ lên. Đúng rồi, trong vừa tặng em. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mai nắng say tình giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơ màng đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Giọng trầm rất là hay, rất giống vào Hồng Ngọc. Người ta có sở trường hát gì, bạn có sở trường gì không? Dạ sở trường cũng ca hát. Rồi làm đáp bài luôn. Em là người miền Trung chắc em hát về bài miền Trung. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhằn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương. Ngọt sao quá. Là thương quá hay luôn. Bạn Trúc cảm nhận như thế nào? Bạn hát hay à? Hát hay dạ. Hay nhưng mà bạn nhìn cái mặt của bạn thấy hay hơn nữa. Làm tò mò hoài lắm. Từ từ á. Đồng cái ghét thôi. Bạn đoàn lên thử coi. Người hỡi coi. Người hỡi. Em có chụp cái hình tôi gửi qua kia. Người hát lại cho tới người hỡi chụp hình tôi gửi. Người hỡi coi. Người hỡi lại chụp hình tôi gửi qua kia liền. Dạ. 2, 3. Hỡi. Hồi nãy mới hay. Thôi ấn tượng quá ha. Bên đây mình đã thấy giọng bạn nữ trầm nó ấn tượng rồi mà không ngờ giọng bên đây ngọt ngào quá sức luôn. Tôi cũng miền Trung nên tôi nghe hát thì miền Trung ngọt quá phải qua coi liền luôn. Hai người này về kết hợp đi hát bán vé được á. Được à. Vé sớm còi đồng lắm mà. Nói nghe nè. Hát là văn đề điểm văn nghệ là được điểm rồi đó. Dạ. Giờ thích ngưỡng gái thì sao? Dạ người con gái thì cũng trắng này, nói chuyện cũng vui vẻ. Và đặc biệt là tính biết lo nghĩ và biết lo lắng cho gia đình. Vì ngoại hình thích ốm như mình hay là thích mập bự? Ú hơn chút xíu. Ú hơn chút xíu ha. Ví dụ mà ú nhiều chút chịu không? Ú quá thì cũng quải. Sao vậy? Ú cỡ nào được? Ủa sao quải? Sao quải? Quải sao? Quải là nó đồ sộ quá. Đồ sộ quá. Dạ. Nhưng mà người ta tốt, người ta yêu thương mình, người ta chân thành. Nhưng mà có cái tính vậy em cũng chịu ạ. À. Chịu không? Chịu. Chịu à? Bạn nghe hết rồi cái gì? Dạ. À, bạn thích người bạn trai như thế nào? Dạ em thích mỗi người bạn trai của em là cao hơn em khoảng từ 1m67 tới 1m7. Dạ. Tại vì em cũng cao hơn 1m6 rồi chị. Anh kia nãy cao nhiêu quên hỏi mất tiêu rồi. Dạ bên đây tới 1m70 vậy. 1m70 thôi cũng được hay ha. Dạ. Rồi có cái điểm nào mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích, thứ nhất là nói nhiều. Dạ thứ hai nữa là trễ giờ. Ngoài cái đó ra còn cái gì đặc biệt nữa không hả bạn? Dạ là không hút thuốc. Có thuốc không? Dạ không, chắc chắn là không. Vậy được rồi. Có một cái là nuôi bên này hơi cực, bên này thì ốm quá. Rồi phải nuôi phải cho ăn rồi dữ lắm. Thì không biết bạn trai có đủ kiên nhẫn hay không thôi à. Dạ cũng cố gắng tới cùng chị ơi. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Hút thuốc. Gái mà hút thuốc à? Hút thuốc? Dạ. Gì nữa? Gì? Suy nghĩ đi mốt rồi nói. Khó khăn quá vậy. Suy nghĩ đi mốt rồi nói ha.
Rồi. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hình mối tình thì hình như không có. Nhưng mà chỉ thoáng qua một thời gian ngắn thôi. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng rồi. Chà, có vấn đề gì không ta? Dạ cái vấn đề thì không có gì ơi. Nói chung là em cũng nằm tính quá. Con gái nếu mà thấy thích mà không dám thổ lộ là tội bay rồi. À, tức là nhút nhát đúng không? Dạ. Trúc quan điểm như thế nào về tình yêu? Dạ, mình đó giờ em chỉ toàn thích đơn phương người ta thôi. Nhưng mà em thấy như vậy thì nó không hay lắm. Đúng rồi. Rất là buồn. Nên em, cái quan điểm của em là tình yêu phải đến từ hai phía thì cái mới mang lại sự hạnh phúc. Đúng rồi, mình yêu, mình phải được yêu lại. Nó phải có qua có lại mới tọa lòng nhau. Hôm nay bạn có đi thêm với người thân không? Dạ có ạ. Có anh chị và... Anh chị ruột á hả? Anh chị ruột. À, chào chị. Chào anh Dương Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn. À, chào chị. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện như vậy thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Nói chung bà ngồi cũng xinh xắn. Có một cái là nói chung là chắc phải giảm cân tí nữa. Ủa có người nhà bạn nữ theo không? Dạ nay em đi ba mẹ em không có biết. Tốn ba mẹ đi hả? Dạ em đợi chừng nào mà thành công có bạn em mới dám nói ạ. Mà không ai theo ủng hộ mình. Dạ có mấy chị bạn đồng nghiệp. Chào mấy chị. Dạ em chào anh Quyền Vinh là chị Cát Tường ạ. Bạn thấy cái anh bên bển là có anh Chiến đó là có phù hợp với Trúc không? Dạ thì theo em nghĩ thì bạn trai này rất là vui vẻ, hợp với tính cách của bạn Trúc. Cảm ơn bạn. Sao ừ. Linh? Để tôi xem thử xem ơi. Nãy nghe nói chị này cần giảm cân hả? Dạ chào anh. Chào em. Giảm không? Không sao đâu, anh này lo hết được. Chúng ta sẽ kéo màn lên để cho hai bên gặp nhau. Kéo màn lên. Đã yêu nhau rồi thì không ngại bất cứ điều gì cả. Quan trọng là mình cùng giúp nhau để phát triển thôi nha. Dạ. 2 phút gặp nhau bắt đầu. Dạ, chào anh. Chào. Anh thấy em sao? Thì em cũng... Bông. Cảm ơn em. Nhắc anh bông. Anh thấy em nói chuyện được. Vui. Khuôn mặt dễ là được rồi. Khuôn mặt được rồi, cái dưới khuôn mặt sao mình tổng thể dục. Vậy em có cái này hỏi anh, ví dụ như mình đi chơi chung với nhau á, anh có ngại người ta chọc mình là số 10 không? Bình thường, không sao. Hỏi ảnh có cần em giảm cân không? Thấy em cần nên giảm cân thêm miếng nào không? Nếu mà yêu nhau chắc giảm cân từ từ. Giảm cỡ bao nhiêu cân? Giảm cỡ bao nhiêu cân? 5-7kg được rồi. À, cái đó cho em làm được. Anh với em mà quen nhau á thì em sẽ giảm cân, còn anh chắc phải tăng cân thêm miếng nữa. Đó điều chắc tất nhiên rồi. Trong tình yêu em nghĩ như thế nào? Người đó là phải thương em. Hai nữa là tính em còn hơi con nít á, nó cũng dễ giận nhưng mà rồi nó cũng dễ cho qua. Nên em chỉ mong cái người mà biết bao dung những cái lỗi lầm của em hay là những cái giận hờn nhỏ nhặt của em. Mấy cái điều đó anh làm được hết. Hai người song ca thử đoạn có hợp không? Em thì hát nhạc sớm không à? Nên thuộc bài Sầu Cuốn Thiệp Hồng không? Mới đầu vô sao ta? Ai biết hỏi ổng rồi. Thôi anh thuộc bài Bài Đâu Mái Tóc Người Thương không? Một hai câu. Hai ba. Vô nha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên em. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Yeah. Hợp, rất là hợp luôn. Bấm nút thôi. Có sâu luôn. Rồi bây giờ là 3 tiếng đếm cho các bạn suy nghĩ xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Suy nghĩ nha. 2. Đẹp lắm.
Tôi vừa ba một cái là nhìn thấy hai cái tay nhắm vô kịch kịch liền luôn. Bất phân thắng bại, không biết bên nào nhanh hơn nữa. Này cũng số 10 á. Hai bạn nắm tay nhau cái đi, coi nó cảm xúc như thế nào. Ok. Ok. Nhìn cái đi. Thấy sao, thấy sao? Mặt trúc xinh lắm chứ bộ. Xinh lắm. Có hai đồng tiền điếu nè. Ha. Con này có cái dù thấy ghét không à. Da trắng mịn màng à, có điều nhớ anh nói giảm 5-7 kg ha. Cái đó sang qua cho ảnh. Không cần giảm luôn, để đi. Sang quá. Có 10 nó mới lạ. Tặng hai bạn cặp vé xem phim. Và đây cũng là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có buổi xem phim thật là tuyệt vời.